Mình xin đọc lại cái đoạn kinh văn về mạch xúc. Xúc dương mạch giả, lai khứ sát thời nhất chỉ. Là mạch xúc chính là mạch dương vậy, đi lại nhanh mà có lúc nó ngừng lại, phục lai là đi trở lại. Khổ viết lại nói tầm chi cực sát, là tìm nó thì rất là nhanh. Xúc vi, mà xúc là nọ quyết, là giận rung, lạnh lạnh mà giận đã lạnh luôn. Nhiệt cực là rất là nóng. Lão nhanh là người già, cặp cũ bệnh cùng với kèm với bệnh lâu. Đắc chi phi phước là bị nó thì là chuyện không tốt. Đơn tâm là trong sách Đơn Khê Tâm Pháp, một bộ sách cổ.